Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn về một căn nhà nằm trong khu dân cư Tân Quy Đông. Rất là đẹp luôn đó. Thì nhà này chủ nhà không có ở đây cho nên là không có vào bên trong xem được, chỉ xem được ở vị trí bên ngoài. Thắng sẽ quay hết toàn bộ vị trí bên ngoài, kết cấu bên ngoài và khu vực cho mọi người xem nha. Đây là cái khu vực ở đường trước nhà này nè mọi người. Đó, đường rất là rộng nha. Xe hơi đi được khoảng chừng từ 3 tới 4 lane. Đối diện là một cái trường học rất là lớn nha. Trường này như là trường cấp 2. Thì chúng ta đi thẳng ra ngoài kia thì là tới ngay được mặt tiền Nguyễn Thị Thập rồi nha. Còn đây là phía bên ngoài của ngôi nhà nè. Đó, nhà là kết cấu là có 2 lầu và 1 sân thượng. Tại vì nhà đang có cho thuê á, cho nên không có tới quay từng nơi được, chỉ quay bên ngoài thôi nha. Đó, hợp đồng thuê là 20 triệu một tháng nha mọi người. Đường chỉ nhà rất là rộng luôn, không có giếng lỗi phong thủy gì hết. Gần đây có một cái ngã ba rất là lớn nha. Đó. Thì vừa rồi Thắng đã quay được cái khu vực ở bên ngoài cho mọi người coi rồi đó. Thì cái nhà này có cái diện tích là ngang 4, dài 18, vuông vức 72m², kết cấu là 2 lầu và 1 sân thượng. Giá đang kêu là 13 tỷ thôi, đang có hợp đồng thuê là 20 triệu một tháng. Đó, thì là cái khu vực xung quanh đây là nói chung là cũng sát ngay mặt tiền Nguyễn Thập luôn. Đi ra kia cách mặt tiền Nguyễn Thập khoảng chừng là đâu đó 100m là tới rồi. Đó, thì nói chung cái giá này vẫn không thương lượng. Nếu như mọi người muốn xem nhà trực tiếp á, mọi người liên hệ mình qua số điện thoại 0902 590 787. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem nhà trực tiếp nha. Thôi thì video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như cảm thấy hay, cho xin một like, một share và một subscribe để có động lực làm thêm nhiều video nữa. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.